hơi cứng một chút, người ta gọi là bóng gồng. Bóng gồng. Còn như vậy là bóng bóng hở. 11 là em đã biết yêu rồi. Là 11 mà yêu sớm gì? Chị lớp 9 chưa biết yêu rồi. Đó giờ em quen thì có 3 mối tình. Mà 3 mối tình của em nó hơi bùng binh với nhau. Mối tình đầu tiên là lúc đó em học lớp 11, quen nhau được khoảng 1 tháng, sau đó thì chia tay. Sau khi chia tay anh thứ hai thì em biết anh thứ ba, là bởi vì anh thứ ba là chồng của anh thứ nhất. Khoảng 4 5 giờ sáng thì em giật mình em dậy, thì em không, anh chưa về. Chưa về, em không thấy bạn trai em đâu hết. Thì em mở cửa sổ ra thì em thấy ảnh đang ôm một người khác. Và Minh Tuân. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn nhãn hàng son Unica đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và sau đây xin chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin chào em. Dạ, xin chào chị Khánh Chi và chào anh Minh Tuân và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Come Out. Em tên là Ri Quốc Thịnh, em sinh năm 1999. Em đang làm makeup artist. Em giới thiệu em làm makeup thì anh mới nhớ ra em có mấy cái clip trên TikTok em quậy ở trên đó. Em đội tóc giả xong rồi đúng không? Em chạy đúng không? Rồi ạ. Làm sao em có ý tưởng để làm mấy clip đấy? Kiểu cũng ngẫu nhiên á, tại vì em có chơi với lại những nhóm bạn là mấy bạn đó quay TikTok thì rất là nổi. Em quay hoài không ai coi hết, cái em mới nghĩ là mình đẹp thì cũng không đẹp, bây giờ mình làm gì cho nó nổi, thì cái em mới nghĩ ra những cái ý tưởng làm kiểu lạ đúng lạ, không? Lạ như vậy. Hơi hài hước một chút xíu. Khá đầu tư, anh nghĩ là làm mỗi lần một cái clip đấy cũng phải lâu á. Dạ em quay thì cũng rất là nhanh, tại vì xấu mà nên là làm gì cũng lẹ. Cái clip đó có coi. Dạ, là Thịnh làm là bạn là em. Dạ, hả? Dạ em, nhưng mà không phải giao diện này, giao diện khác. Thì đúng rồi, bây giờ nhìn nó ra không, vẫn là cái mặt này nhưng mà chỉ là đằng sau lưng nó khác thôi. Dạ. Rồi nhưng mà chị thấy Cưng cũng dễ thương chứ đâu có xấu đâu. Dạ. Có nghĩa là ở ngoài trông em khác ở trên clip nhiều quá. Tại vì trên clip thì em có make up, có hóa trang sơ sơ cho xấu. Xấu hơn. Em có thể hiện ra cái xu hướng giới tính của mình từ nhỏ luôn không? Dạ, lúc nhỏ thì em cũng có một chút, nhưng mà mẹ thì nghĩ là con nít thì chắc vô tư, không có gì. Nhưng mà bắt đầu học cấp 2, cấp 3 thì bắt đầu em bộc lộ nhiều hơn, nói chuyện nhẹ nhàng, rồi mình kiểu hay chơi với con gái, rồi em hay điệu đà hơn những cái bạn nam bình thường, em chăm sóc bản thân mình kỹ hơn. Nghe có vẻ quen quen. Chỉnh chu hơn đúng dạ, không? Chắc giống tất cả mọi người trong giới LGBT đa đúng phần. Đúng rồi, LGBT cũng vậy á. Dạ, dạ. Đâu phải trong giới cũng vậy đâu chị. Em nghĩ là những người có xu hướng hơi nữ tính một chút. Thì thường á là những người xu hướng nữ tính nhiều á thì sẽ là như vậy. Còn những bạn nào thí dụ mà nghiêng về con trai nhiều thì hơi cứng một chút, người ta gọi là bóng gồng. Bóng gồng. Còn như vậy là một bóng hở. Cái bóng kính, cái bóng hở. Em biết yêu từ sớm không Thịnh? Dạ, em biết yêu chắc cũng sớm. Anh đoán vậy luôn. Em học khoảng lớp 11 là em đã biết yêu rồi. Là 11 mà yêu sớm gì? Chị lớp 9 chưa biết yêu rồi. Trời. Chị là chắc đặc biệt ở dưới quê em vậy là sớm lắm rồi. Chị là xuất sắc rồi đó. Dạ. Đi lớp 9 chị biết yêu thiệt không? Rồi tình yêu của em nó có êm đềm không Thịnh? Lúc mới yêu thì vui biết bao nhiêu. Rồi từ đó giờ em quen thì có 3 mối tình. Mà 3 mối tình của em nó hơi bùng binh với nhau. Hay là 3 mối tình nó đều biết nhau hết? Dạ. Mối tình đầu tiên là lúc đó em học lớp 11, em yêu anh đó là ở trên thành phố, còn em là ở dưới Đồng Nai. Quen nhau được khoảng 1 tháng, sau đó thì chia tay. Anh nói là ảnh đi tu vì gia đình không cho yêu, rồi vì ảnh cảm thấy ảnh bị áp lực cuộc sống của ảnh này kia, ảnh kia quyết định nó đi tu và ảnh không có muốn yêu nữa. Nhưng mà thật sự ảnh có đi tu không? Dạ không chị, sau này em mới biết là đó là một trò đùa. Anh làm của Lan hả? Dạ. Rồi làm sao em biết là cái bạn đấy không đi tu? Đó là nhờ cái mối tình thứ hai của em. Khi mà em chia tay bạn đó thì sau đó em ở dưới quê thì em có chơi app Blue. Thì em bắt đầu em có tìm kiếm bạn bè trên đó, thì em quen được một cái anh ở đó thì cũng khá xa em. Em ở Đồng Nai thì anh ở Bình Thuận. Thì lúc đầu cũng yêu xa, nhưng mà yêu được khoảng 1 tháng thì anh chuyển lên Đồng Nai ở chung với em luôn. Là lúc đó yêu cũng quen nhau cũng hơn nửa năm thì hai đứa lên Sài Gòn.
Rồi bắt đầu ảnh lăng nhăng thì chia tay. Thì khi mà chia tay được khoảng 1-2 tháng á, thì anh đó mới cua cái người yêu của người yêu đầu tiên của em. Người yêu cũ của em đó. Dạ. Thì bắt đầu hai người đó mới xích mích với nhau, rồi gây chuyện trên mạng, rồi bóc phốt, rồi đòi đánh nhau tùm lum hết. Thì bắt đầu cái người yêu đầu tiên mới liên lạc lại với em. Thì lúc đó em mới biết là ồ, anh này xạo mình. Là không hề là nó đi tu mà không có đi tu. Dạ, tu hú á chị. Là chồng cũ của em là thành vợ mới của người ta hả? Dạ không, chồng cũ của em cũng thành chồng mới của người ta. À, anh nhìn thấy như anh thấy chắc là em rất là hiền. Hiền, thấy hiền. Em sẽ không bao giờ tranh luận về những chuyện cũ. Dạ, đúng không? Em kiểu em không có quan tâm về những cái quá khứ lắm. Rồi mối tình thứ ba làm sao cưng? À, mối tình thứ ba thì sau khi chia tay anh thứ hai thì em ở Sài Gòn khoảng 2-3 tháng thì em biết anh thứ ba là bởi vì anh thứ ba là chồng của anh thứ nhất. Sao tự nhiên sao quen dính chùm nha vậy cơ? Thì em cũng không biết nữa, như là gọi là nghiệt duyên á chị. Thì anh thứ ba kiểu cũng tâm sự với em, rồi bắt đầu kể, bắt đầu nói xấu về anh thứ nhất với mình. Xong rồi cái mình kiểu thấy là hai người đang cùng nói xấu, một người là đang có điều đồng cảm. Cái gặp nhau rồi đi chơi rồi tiếp xúc nhiều thì dần dần có tình cảm. Thì em quen anh đó là gần 2 năm. Thì thật sự rất là hạnh phúc, tại vì được ở chung với người mình yêu, được làm những điều chung với người mình yêu, rồi được ở chung với mẹ gia đình mình nữa, là mẹ em ở chung với cả hai đứa luôn, nên là thời gian đó thật sự rất là hạnh phúc đối với em, chẳng còn gì bằng. Nhưng mà kiểu điều gì đến thì cũng sẽ đến, hạnh phúc thì nó đâu có mãi được, nên là. Nhưng mà em yêu nhiều không? Dạ nhiều, lúc đó em yêu rất nhiều không? Dạ. Nhưng mà em có nhận được bao nhiêu không? Dạ được yêu là mình đã được nhận rồi, với em nghĩ như vậy. Nên là lúc đó em cảm thấy mình nhận như vậy là cũng đã đủ rồi. Lý do vì sao mà tăng vỡ? Dạ lý do chia tay là em bị cắm sừng. Làm sao phát hiện được thế? Em cũng không có nghĩ nhiều, nhưng mà trực giác của em nghĩ là đối với lại một cái người yêu mà đóng vai vợ thường có một cái trực giác rất là tốt. Em nghĩ là chị Khánh Chi cũng sẽ có. Như là khi mình thương một ai đó thật lòng á, mà người ta làm một cái điều gì xấu sau lưng mình và hoặc là lăng nhăng, thì mình sẽ tự có cảm giác là có cái gì đó nó bất an. Thì đối với em lúc đó là như vậy. Có một lần đang nói với em là đi học, nhưng mà em định vị thì lại thấy là đi uống trà sữa. Em mới tò mò thì em mới vác cái mặt em lên quán trà sữa. Thì lúc mà em lên thì em thấy đang ngồi uống với một bạn khác. Thì em kiểu bị sững sờ luôn. Xong liền. Em có đi vào không? Dạ có, em đi vào, em đi ngang mặt anh nhìn thấy em. Xong rồi em bỏ ra em về thì anh vẫn không có đuổi theo. Thì sau đó về nhà thì hai đứa cũng cãi nhau. Nhưng mà anh vẫn nói người đó là bạn. Nếu là bạn thì thí dụ như mà khi dạ. Em vào thì nói em đi đâu vậy là bình thường. Nhưng mà khi gặp em mà lơ luôn là rõ ràng là có vấn đề. Dạ đúng rồi thì. Nhưng nếu mà là chị là em nha. Dạ. Chị ngồi xuống luôn. Chị hỏi ủa sao anh nói với em là anh đi học mà tại dạ. Sao anh ngồi uống trà sữa vậy? Rồi ngồi xuống luôn hỏi người kia luôn. Dạ. Ủa bạn tên gì? Ở bạn quen với lại chồng mình lâu chưa? Dạ. Hỏi luôn đúng không? Rõ nét. Tại vì lúc đó em cũng kiểu cũng chưa có suy nghĩ nhiều á, mình thấy như vậy mình đã cảm thấy là bị tổn thương, mình muốn chạy về mình khóc thôi. Chị nhìn Thịnh đi, nãy giờ chị em mình nói là Thịnh là một người rất là mong manh và yếu đuối. Thì mình xuống mình ngồi cách rất là mong manh. Thí dụ ngồi xuống nè, thí dụ hỏi là ủa sao anh nói với em, mình nói chuyện, thí dụ một người hung dữ thì người ta hỏi sao la la, thí dụ mình như nè, sao anh nói với em là anh đi học mà tại sao anh ngồi uống trà sữa vậy, đó nhẹ nhàng. Nhưng mà anh nghĩ là với tâm lý của Thịnh á, lúc đấy em bị ngại đúng không? Dạ đúng rồi, em bị ngại với lại em bị sốc á. Lúc đó em quen em đặt niềm tin vào các bạn đó rất là nhiều. Về nhà thì bắt đầu hai đứa nói chuyện xong rồi thì em vẫn nghĩ bạn đó là bạn. Thì cho tới một thời gian sau á, thì đỉnh điểm nhất là ngày hôm đó là tụi em cãi nhau, xong rồi cãi nhau lớn gần như là chia tay luôn. Xong rồi tới tối đó em điềm tĩnh lại thì em suy nghĩ lại mọi thứ. Bắt đầu sáng ngày hôm sau á, thì em với bạn đó làm hòa, thì em nói chuyện với bạn đó rồi hai người thẳng thắn với nhau chia sẻ mọi thứ, mọi cái khúc mắc với nhau. Thì hai đứa bắt đầu đã làm hòa, thì em với bạn đó còn âu yếm nhau các kiểu. Thì tối hôm đó bạn đó mới nói với em là anh đi sinh nhật bạn anh. Thì em đồng ý, em kêu vậy anh đi, em đợi anh về ăn cơm cũng được. Thì đỉnh điểm tối ngày hôm đó thì em đợi mệt quá em ngủ quên. Tới khoảng 4-5 giờ sáng thì em giật mình em dậy. Thì em không, chưa về. Chưa về, em không thấy bạn trai em đâu hết. Thì em mới mở cửa phòng ra em đi xuống để em nhìn xe thì có về không. Thì lúc em xuống thì em nhìn qua phòng đối diện thì em thấy lại có bật quạt ở trong đó rồi lại kéo rèm lại. Thì lúc đó em nghĩ là chắc ảnh về ngủ bên đó. Mà em mở cửa thì khóa chốt trong. Sau đó thì tại vì cái phòng đối diện của em nó lại có một cái cửa sổ nhỏ. Thì em mở cửa sổ ra thì em thấy ảnh đang ôm một người khác. Trời cái gì mà. Ủa, mà sao ghen quá vậy, sao dám giận về nhà vậy Tuấn?
Anh cũng không hiểu. Đó là cái điều em bất ngờ. Hay là do hai người đấy bị say quá em, hay là chứ nó thật sự quá gan luôn. Thí dụ nếu mà ăn dụng thì đi khách sạn, đi nhà trọ khác dạ, đi. Đúng tại sao dám dẫn về chung nhà? Thì em không hiểu luôn. Em lúc đó em cũng không hiểu tại sao mà trong khi mới sáng ngày hôm trước âu yếm với mình mọi thứ phải chi là mình giận nhau ngay từ đầu, mình không có giải hòa làm như vậy giống như là chia tay rồi thì cũng được. Nhưng mà đằng này là mình với người đó đã huề với nhau rồi, đã còn ôm ấp nhau, còn âu yếm nhau mọi thứ mà vừa tối nay lại. Sau đấy bạn đấy có giải thích vì sao không? Thì bạn đó không có giải thích, bạn đó nói với em là chứ không phải mình chia tay rồi ha. Chị một cái cách để dằn mặt Thịnh á. Em biết sao? Có lẽ thứ nhất là tính em quá hiền. Dạ. Bạn đó mới dám như vậy, chứ nếu như bạn đó ở với một người mà không hiền, bạn đó không bao giờ dám dẫn về nhà của nó. Thì nếu mà là chị thì là sẽ khác đó. Chị đuổi ra khỏi nhà đó, chị nói thật sự. Chị tống cổ dục ra khỏi nhà liền đó. Nhờ, cái đó là không có tôn trọng mình. Cái nhà đấy là hai bọn em thuê ở. Dạ, hai đứa em thuê ở chung mà có mẹ em nữa. Có mẹ bên này nữa, như đó là không có tôn trọng người ta. Không, có nghĩa là cái bạn đó cố tình làm vậy với em đó. Là do là hiền. Chứ một người mà không hiền sức mấy dám ăn hiếp người ta kiểu đó không? Cái đó là quá đáng. Dù chia tay nữa cũng không nên dẫn về nhà. Dạ, nếu cho là bây giờ hai em là thuê chung đi. Dạ. Cho dù có chia tay nữa, ở đâu ông hài, khuất mắt, cái là sự tôn trọng. Em kiểu bị sốc á, em bị giống như là bị đứng hình luôn á. Người ta đã đối xử tệ với mình như vậy rồi thì mình phải làm một cái gì đó để mình bảo vệ mình trước đã. Ít nhất là em chụp hình lại, lỡ như cái chuyện gì thì em cũng sẽ có được cái hình ảnh đó để mình bảo vệ bản thân mình trước. Em kêu là bây giờ anh dọn đồ anh đi liền cho em. Xong rồi bạn đó mới kêu là nhà này bạn đó cũng thuê thì không đuổi được. Xong rồi mẹ em nghe cãi nhau lớn. Đúng rồi, thì em mới đúng rồi. Thấy hai đứa cãi nhau thì mẹ em khuyên em là không có được làm như vậy, không có được đuổi bạn đó đi, rồi mẹ em khóc. Thì lúc đó mẹ cái em mới xuống nước, em mới nguôi giận, em mới bỏ em đi. Thì sau đó em về thì em có nói chuyện với mẹ. Mẹ em mới hỏi là tại sao lại mẹ lại không cho em làm như vậy, trong khi người ta đối xử với con quá tệ. Cái điều tồi tệ nhất trong tình yêu mà người ta đã làm với con thì còn cái gì nữa. Thì mẹ mới kêu là dù có làm tồi tệ như thế nào thì mình cũng không có nên làm như vậy. Tại vì lúc đó em mà đuổi bạn đó đi thực sự là em đã ác rồi. Tại vì nếu mà một người đang quần áo, nhà cửa thì kia không có đuổi đi thì người ta sẽ đi về đâu. Mẹ nói với em như vậy. Với lại rồi mẹ nói là nếu mà em ác như vậy thì chẳng khác nào em giống người ta, em tàn nhẫn giống người ta. Cho nên là mẹ không có muốn em trở thành một người như vậy. Thì sau đó một thời gian thì em lại phát hiện bạn đó ăn cắp tiền của em nữa. Đó là đỉnh điểm thì em đuổi bạn đó đi. Khoảng một tuần sau thì bạn đó đi. Em vẫn cho bạn đó thời gian tìm nhà thì kia để bạn đó đi chứ em không có đuổi liền. Trời ơi. Tại vì em biết không, cái tính em từ đầu á, em hiền quá. Dạ. Đâm ra em dễ quá, em bị người ta ăn hiếp em á. Ngay từ đầu em đã thể hiện mình là một cái người rất là dễ bị lấn lướt rồi. Đúng rồi, vẫn lướt anh Dung gặp quán trà, thí dụ nói luôn đi. Đi về rồi xong rồi nghe giải thích phân bài xong rồi bỏ qua. Tức là người ta làm cái điều đó với mình nhá, là có nghĩa là mình đã cho người ta cho phép người ta làm như vậy á. Chứ thật ra không ai dám làm một cái điều đó với người yêu của mình em đâu. Em dễ cái từng cái ngày lần đầu tiên ra mẫu cưng cút kinh nghiệm, không thích cái gì cứ nói thẳng. Cứ có thể cho người ta cơ hội. Nhưng mà mình phải cho người ta thấy là vạch rõ ràng cái người này là người gì. Làm rõ nét luôn, em hiểu không? Chứ em về em thầm chạy về nhà em khóc một mình rồi về xong nói qua hai ba câu xong rồi bỏ qua. Em rất là dễ, người ta lấn được người ta lấn luôn. Dạ. Quay trở về câu chuyện về tuổi thơ của em và làm sao em come out được với gia đình của mình đi thôi. May mắn em có một người chị hai của em, thì chị hai rất là hiểu, rất là tâm lý và chị hai rất là thương em nữa. Thì chị hai là người chủ động để em come out, tức là chị hai chủ động hỏi về giới tính của em, chia sẻ với em về chuyện thế giới thứ ba này kia để cho em mạnh dạn em come out. Một lần đó thì chị hai mới hỏi là bây giờ em nói thật cho chị đi, em có phải là gay không? Thì lúc đó em bị sốc á, tại sao chị hai mình lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng mà lúc đó em cảm thấy vừa may mắn nữa, tại vì cơ hội tới với mình thì em công khai với chị hai luôn. Rồi sau đó thì chị hai mới nói nếu mà em đã chấp nhận giới tính của mình rồi thì em phải có một cái định hướng nào đó tốt cho tương lai và cho bản thân. Vốn dĩ sinh ra cái giới tính mình khác thường là mình đã khổ rồi, mà mọi thứ cái thời điểm hiện tại lúc đó cũng chưa có, mọi người vẫn chưa có thoáng nữa, nên là mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn. Cho nên là nếu mà em quyết định come out thì em phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, em phải học giỏi, em phải biết kiếm tiền, em phải tinh tế, em phải có nhiều thứ, thì lúc đó em mới come out và thuyết phục được ba mẹ. Nên là em đã cố gắng học, thành tích của em cũng đều khá giỏi. Em đậu tới hai trường đại học, đó là trường xã hội nhân văn và trường đại học ngôn ngữ Anh. Nhưng mà em vẫn không có đi học.
Thì em bảo lưu kết quả, sau đó em đi làm được một năm thì em lại hủy kết quả bảo lưu, tại vì em thấy đi làm vui hơn. Tại vì lúc đó nhà em cũng gặp sự cố, là mẹ làm ăn cũng thua lỗ và là không có đủ điều kiện để em đi học đại học. Và sau đó thì em có come out với mẹ. Thì có một lần thì em thấy mẹ đang rửa chén, cái em mới hỏi là nếu mà con là gay thì sao? Thì mẹ mới nói là lấy chồng không lấy vợ thì thôi, có gì đâu. Mẹ em nói vậy em cũng bàng hoàng, mà kiểu lúc đó mẹ nói vừa giỡn vừa thiệt, là em vừa vui nhưng mà cũng lo. Mẹ nói là con mình đẻ ra mà sao mẹ không biết. Đỉnh điểm nữa là em come out với bố là lúc đó em học cấp 3, em cãi nhau với ba xong rồi em bỏ nhà em đi. Thì em đi bụi mấy ngày, sau đó em lại về nhà mẹ ở. Thì mẹ là người chủ động tạo một cuộc họp gia đình với nhau. Thì lúc đó em mới chia sẻ về những cái gì mình cảm thấy về ba, rồi những cái cá tính của mình, những cái gì mình không thích và những cái gì mình muốn. Là lúc đó ba với em hiểu nhau hơn. Là ba với mẹ em ở riêng à? Dạ, ba với mẹ em ở riêng. Kiểu là em không ao được với gia đình, xong là em rất là tự tin, là em cá tính của em cứ sống đúng thôi. Tết em về thăm ông bà nội thì ông bà nội có hỏi em là nghe nói bạn trai em đẹp trai lắm, sao không dắt về, rồi hỏi em khi nào cưới, nếu mà cưới thì ông bà nội sẽ đưa cho em một cây vàng. Rồi lúc đó em cảm thấy rất là vui luôn, không còn gì tả bằng nữa. Tại vì ông bà nội là người thế hệ xưa mà còn hiểu được điều đó thì em thấy rất là hạnh phúc. Rồi hôm nay đi em có dẫn mẹ hay bạn trai của em đi tới không? Dạ em có dẫn mẹ. Ok, thế dạ. Thì mẹ mình đi. Cho anh chị dạ. Gặp mẹ nhé. Con xin mời cô. Xin chào. Xin chào cô. Cô là Lê Thị Mỹ Liên. Năm nay 52 tuổi. 52 tuổi. Lúc trước thì cô làm nghề nhiếp ảnh gia, nhưng hiện nay năm nay thì ở với Thịnh thì ở nhà nội trợ. Là Thịnh lo hết mọi người. Có bao giờ Thịnh tâm sự với cô về chuyện tình yêu của Thịnh không ạ? Cũng có. Thịnh quen mấy người kia thì mình không biết, nhưng mà sau quen với một người thứ ba thì có biết và ở chung, thì hai đứa nó có hay cãi nhau này kia, thì cô cũng can thiệp. Những lúc can thiệp thì chỉ bên người kia thôi chứ không có bên Thịnh. Nhưng mà sau để Thịnh đi rồi thì cô mới nói chuyện với người bạn của Thịnh đó, để cho người kia khỏi có trách móc và người ta tự tin hơn. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không được gì thì thôi. Cô cũng an ủi với Thịnh là con nên nhớ là cái phái của con á, là chỉ có giới hạn thôi, không có được lâu. Nên con xác định như vậy nên con đừng có buồn đó, con phải cố gắng làm tốt và sống tốt là được rồi, từ từ cái gì nó sẽ tới. Nghe mẹ nhận định về cái chuyện tình yêu ở trong giới của mình á, là nó chỉ có một cái quãng thời gian ngắn như thế thôi. Thì em thấy như nào? Thì em nghĩ thấy cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần. Tại vì vốn dĩ tình cảm là mình không thể nói được. Có thể là mình yêu nhau, mình cũng không biết tại sao mình yêu nhau, cho nên là cái chuyện kết thúc mình cũng không biết là sẽ khi nào. Thì cái đó sẽ tùy duyên mỗi người, nên là em vẫn tin là có tình yêu. Tin là một chuyện mà sau này anh nghĩ là em phải kỹ càng trong cái việc chọn lựa tình cảm để cho em có thể tìm được một người phù hợp, và thứ hai là để cho mẹ xây dựng cái niềm tin với tình yêu ở trong giới của mình nữa. Rồi khi mà Thịnh come out với cô á thì cái cảm giác của cô như thế nào? Rồi trẻ cô cũng có tiếp xúc cũng cái giới này cũng rất là nhiều nên cô đã hiểu rồi. Cô mới nói nếu mà con gay thì mẹ cũng không buồn, là giới gì mẹ cũng không có buồn hết, miễn sao con sống tốt và con cố gắng học hành giỏi là được rồi. Đó. Nhưng mà đối với cộng đồng thì cô rất là cũng mắc cỡ, tại vì mỗi lần khi người ta nhắc đến á, thì mình cũng mắc cỡ, nhưng mà sau này á, mình thấy nó rất là bình thường. Với lại Thịnh nó cũng có tài nữa và nó ngoan, lối xóm với cộng đồng ngoài ai cũng thương hết, ai cũng nói hiền ngoan dễ thương lễ phép, nên chi là cô cũng là giờ rất là hãnh diện. Chứ không có còn như ngày lúc xưa mà mắc cỡ nữa. Rồi bố của Thịnh thì có ý kiến về việc này không ạ? Nói chung là cũng mới biết đây thôi, chứ lúc trước thì cũng không. Mình biết rồi nhưng mà mình nói từ từ mình mới nói, chứ không có nói liền, sợ nhiều khi ông sốc. Tại vì ông cũng trông mong, tại vì có hai đứa con trai thôi mà. Nó là út nữa, ông cũng thương. Rồi sau nữa cái thời gian nữa cái nó về nó thăm ba thì nó thể hiện, nó ăn mặc cũng khác như người ta. Rồi ông mới nói, cái xong rồi lúc đó cô mới nói là sự thật. Thì nói chung là nó gay rồi đó, đúng rồi đó, cũng có gì đâu, nó tốt mà, miễn sao nó là người tốt thôi chứ đâu có lại gì đâu. Sau đó ông mới chấp nhận, nên mỗi lần đến bây giờ là ông nói bữa nay sao Thịnh thấy nó ăn mặc chỉnh chu, nó giống con trai vậy, bà nói nó cưới vợ đi, tôi lo hết á, tôi lo từ A tới Z, tôi nuôi cháu luôn cho. Cô mới nói với Thịnh, Thịnh nói thôi mẹ ơi, con thấy đồng bà con sợ lắm, con không có con có vợ đâu. Nói vậy những LGBT không có cảm xúc với con gái.
kể lại cho ba nghe. Xỉu ba ngày. Xỉu ba ngày. Khi mà hàng xóm của mình á biết về giới tính của Thịnh thì có dị nghị hay là có xì xào gì về mình không ạ? Có nhưng mà cô cũng bắt bỏ. BD cái gì mà BD, nó ngoan nó hiền chứ con với bà được vậy không? Bây giờ ai kêu BD bình thường, cứ ngước mặt lên nhìn đời. Tại BD là toàn tài năng mà. Đúng rồi. Kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, nghệ sĩ, diễn viên, chủ tiệm tóc, chủ nhà hàng, rất là nhiều người giỏi. Bây giờ cứ kêu gan kêu BD bình thường, ngước mặt lên nhìn đời. Đó là mọi người nha. Cô chú là có con là BD đừng lo nha. Thì bây giờ rất là hạnh diện. BD người ta ra trò ra trống, người ta có sự nghiệp, người ta có tiền, người ta hiếu thảo cha mẹ, ta chẳng làm gì mà phạm pháp. Thật ra em thấy nha, giờ tính nào cũng vậy, cũng có người này người kia. Đúng rồi. Cũng có những người cũng quậy lắm, cũng có người làm xấu cái hình ảnh đó lắm. Nhưng mà miễn là con của mình hiểu. Đúng rồi. Và mình cảm thấy là mình tự hào với những cái thành quả con mình đạt được. Cô rất là tự hào với Thịnh. Dạ. Thì nó rất ngoan và giỏi. Anh chị em là đoàn kết, không có mày tao, không có nói thục chửi thề gì hết á. Dạ. Còn chị nói thì em nghe, em nói chị nghe. Nhưng mà cháu hỏi thật cô nhé, là cô thích Thịnh ở trạng thái độc thân hơn hay là có người yêu hơn ạ? Sao cũng được. Tùy duyên đó hả cô? Tùy duyên thì cô cũng nói hoài, thì tới đâu là con hay tới đó. Nhưng mà con phải xác định được là cái phái của con là không có tồn tại về tình không, yêu. Không cô, có tồn tại nha. Con trai hay con gái hay là còn đạo LGBT cũng vậy. Có nhiều người con trai con gái người ta cũng vẫn cô đơn. Có nhiều người là hạnh phúc về tình yêu. Có nhiều người lại hạnh phúc được gia đình cha mẹ yêu thương. Có nhiều người lại khổ vì gia đình. Có nhiều người lại khổ với tình yêu. Quan trọng là mình là thuộc về cái tiếp nào thôi. Có là nhiều khi ông trời thương mình, mình hạnh phúc về gia đình mà mình là khổ về tình yêu. Đó, có nhiều người là hạnh phúc tình yêu khổ về gia đình. Vâng. Hay là có nhiều người vừa hạnh phúc về gia đình và hạnh phúc về tình yêu luôn. Giống như là con. Cháu nghĩ là mình cứ tin thôi, giống như là chị cháu nè. Chị Chi đó, chị cũng khổ qua mấy trăm mối tình rồi. Mà thì bây giờ cũng rất là hạnh phúc, cũng có một người hạnh phúc vậy thôi. Quan trọng mình chọn đúng người và mình yêu đúng cách. Và mình tin tình yêu là có thật. Tại vì mình tin tình yêu và có thật thì mình mới nuôi cái tình yêu đó. Thì mình mới có được hạnh phúc. Con nghĩ là như vậy. Wow. Đúng không cưng? Không chợt đi đâu được. Tại vì chị yêu mấy trăm người rồi biết không? Cái kinh nghiệm nó rất là dày, anh không dám xen vào. Nói nghe là Tương, chị mới yêu có 20 mấy người thôi à. Hóa đáng. Em Thịnh, em mới chỉ yêu có 3 người thôi. Chị nên mình còn phải học nhiều. Phải có 10 mấy người nữa lại. 10 mấy người nữa, xong 20. Mình dừng lại là vừa. Không, nếu chính thức là chị khoảng 20 đó. Còn không chính thức là mấy không trăm? Chính thức chắc cũng xanh mấy. Xanh mấy. Chị nói vậy cho vừa lòng em hiểu không? Chị nói vậy cho vừa lòng em chứ chị nói ít là tôi không chịu. Kìa, nói vậy thôi trả giá như cũng dính đó. Dạ. Cô cho cháu hỏi là cái mong muốn về cuộc sống của cô cũng như là cuộc sống của Thịnh cho tương lai là như thế nào? Vừa rồi cô cũng nói Thịnh, nói thôi Thịnh, nếu mà con không có mối tình nào thì thôi con ở vậy với mẹ. Rồi mẹ tìm một đứa coi cái ai mà có con rơi rồi đó. Hoặc là bỏ con đem về nuôi. Cho con. Xin con nuôi. Cho về nuôi. Chứ sau này mẹ chết đi rồi thì con ở với ai? Thì có một đứa như vậy cái nó không chịu. Sao chịu được cô? Người ta còn muốn yêu thì, còn trẻ, thì muốn yêu thì yêu sao cũng được. Nhưng mà cũng không đặt nặng vấn đề là phải có. Phải có. Nó kêu sao giờ con ế mẹ ơi, không có ai thương hết. Thì cô phải nói như vậy. Con thấy từ nãy giờ cô chia sẻ, gương mặt cô rất là vui, rất là hạnh phúc. Không có một cái gì đó mà buồn hay là tiêu cực. Ưu tư sau muộn. Đúng nhưng rồi. Mà con rất là thích. Và con mong là nhiều cô chú cha mẹ có con trong cộng đồng LGBT cũng sẽ như cô. Thì các em sẽ được hạnh phúc hơn, sẽ được chia sẻ nhiều hơn, sẽ được yêu thương nhiều hơn. Và sẽ gần kế bên gia đình mình nhiều hơn. Đúng rồi, cô cũng mong muốn như vậy. Vâng cho ạ. Mọi người cũng giống như cô. Nghĩ là chỉ cần sống tốt thì trời cao sẽ an bài thôi. Em có hiếu với cha mẹ, chắc chắn em sẽ được hạnh phúc. Cái này cho nó thật sự. Ai mà có hiếu với cha mẹ thì sẽ hạnh phúc sớm muộn thôi. Dạ. Chị thay mặt chương trình gửi cho em một cái món quà này. Dạ, em cảm ơn chị. Em được ôm chị một cái không? Được chứ. Rồi, em cảm ơn nha. Chúc cưng may mắn và hạnh phúc nha. Dạ. Rồi, đây là quà tặng của app Ludi á, là app kết bạn dành cho gay lớn nhất của thế giới. Cháu xin phép cô. Và hy vọng rằng Thịnh sẽ tìm được bạn. Dạ. Tình yêu ở trên cái app này. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng đã từng xài và em đã từng có được tình yêu trên đây. Có chị ha. Dạ. Dạ. Bây giờ 4.0 rồi, tất cả mọi thứ đều là phương tiện. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai mẹ con đã đến đây. Dạ. Chia sẻ và cũng cởi mở được cho những cái nỗi khổ của mình cũng như những gia đình khác. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
Cảm ơn nhãn hàng son Unica. Tô Son rất xinh, bật tung cá tính đã đồng hành với chương trình này. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng tới hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.